được đâu. Lúc này con độc giả chết luôn á. Nó không thể ăn gian được đâu, yên tâm. Đây, bạn ra chạy đó. Gì? Ra chạy đó. Trung đang ở đây nữa à? À. Cho cái hồi đây. Đấy, chúng ta ra là. Chúng ta đi đánh ở đâu? Đó. Đi đánh ở đâu? Em không có đánh đâu. Tạm tạm thôi, biết chơi tạm tạm thôi. Nó tưởng mày ăn nhiều lắm rồi. Có 8-6 thôi mà làm ghê quá hả ơi.